gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng với thân bằng quyến thuộc, đồng đạo, quý chiến hữu và đồng hương Tây Ninh. Chồng, cha, ông của chúng tôi là ông Nguyễn Văn Luân, đạo hiểu tộc đạo Orange, châu đạo California, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại úy tiểu khu Sa Đéc Việt Nam, đã quy vị vào lúc 9 giờ sáng ngày 7 tháng 6 năm 2019, nhằm mùng 5 tháng 5 năm kỷ hợi, tại Westminster, California, hưởng thọ 75 tuổi. Linh Cửu hiện quàng tại Pick Family Funeral Home, phòng số 4, 7801 Boza Avenue, Westminster, California 92683. Chương trình tang lễ ngày thứ Bảy 15 tháng 6 2019, từ lúc 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa, cúng đức chí tôn, lễ tẩn liệm, cáo từ tổ, thành phục phát tang, chánh tế, phụ tế, từ 11 giờ đến 1 giờ 30 trưa, thăm viếng, phân ưu, đáp từ, cầu siêu, di quan, hỏa táng. Cao Đài Foundation, Đại Đạo Thanh Niên Hội, đồng đạo các nơi xin chia buồn cùng tan quyến. Nguyện cầu linh hồn ông Nguyễn Văn Luân sớm về an vui, nơi cõi thiên liêng hàng sống.